Thưa quý vị, ra đường vào thời điểm này có lẽ là câu chuyện cực chẳng đã đối với nhiều người dân thủ đô khi dịch bệnh COVID-19 đang là nỗi ám ảnh. Và câu chuyện giấy đi đường những ngày qua có lẽ cũng trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người khi bước chân ra đường, thậm chí bức xúc, phiền toái đối với nhiều người dân doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bởi chỉ sau một ngày ban hành quy định siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường, trong sáng nay lãnh đạo thành phố Hà Nội đã bỏ yêu cầu người đi đường phải có lịch trực, lịch làm việc và tăng cường xử lý trực tuyến. Câu chuyện trên một lần nữa cho thấy việc ban hành các văn bản, các quy định, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 này, cần phải hết sức thận trọng, không thể làm theo kiểu xử nhầm còn hơn bỏ sót. Ghi nhận của phóng viên VTC14 ngay trong buổi chiều hôm nay. Đây là văn bản vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành sáng nay ngày 10 tháng 8, sau khi có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc người dân ra đường cần phải có lịch trực, lịch làm việc. Với văn bản này, người đi đường chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, căn cước công dân hay hộ chiếu, kèm theo giấy đi đường theo mẫu được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hướng dẫn trước đó. Việc điều chỉnh này nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân, bởi lẽ những quy định rườm rà có phần chồng chéo không cần thiết trước đó khiến cho nhiều người cảm thấy bức xúc, mệt mỏi. Mục tiêu rất là tốt, chỉ có điều là cái tổ chức thực hiện thì đấy là vấn đề. Thế thì tôi nghĩ ở đây đáng ra thì tôi nghĩ là các đồng chí phải tận dụng cái công nghệ thông tin để các đồng chí khi ký công văn, ký cái công điện khẩn đấy thì là kèm theo và chỉ đạo các cấp dưới là các quận, huyện, các cơ sở là chuẩn bị thế nào để thực hiện cái này. Chứ tránh cái tình trạng như để một số đến xin phép đi giấy chứng nhận là ùn tắc và coi như là rất đông và cuối cùng lại là một cái chuyện là có thể là mầm mống lây bệnh. Một cái văn bản mà ban hành vào lúc nửa đêm, sau đó đến đầu giờ sáng là áp dụng ngay thì người dân giống như bị đánh úp không kịp trở tay. Không những người dân, doanh nghiệp mà bản thân chính những người đang làm trong các cơ quan nhà nước, ví dụ như là chủ tịch, là cán bộ Ủy ban nhân dân các cái phường xã trên địa bàn Hà Nội rất là bất ngờ. Và cái việc ban hành văn bản này nó thiếu một cái hướng dẫn cụ thể nên là cái việc áp dụng nó rất là lúng túng, không có sự thống nhất mỗi nơi một phách, nó làm cho gần như là rối loạn. Mà đặc biệt hơn theo tôi, cái văn bản này nó không cần thiết, nó dẫn đến cái việc rằng là những cái giấy tờ người các cái doanh nghiệp họ lại phải tự có thể nói là dùng cái từ chế biến ra, sau đó họ hợp thức hóa nó, thì nó tạo ra, nó đi ngược lại với cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều ý kiến cho rằng, thông qua sự việc lần này, Hà Nội và các địa phương cần phải thận trọng và đánh giá một cách toàn diện trước khi ra các văn bản. Bởi lẽ, khi một quyết định được thông qua, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người dân. Khi ký những cái này lần sau thì có lẽ nên thận trọng hơn để khi chúng ta hiểu xong mỗi một cái văn bản nó khi đưa ra, ban hành ra thì nó tác động đến xã hội thế nào. Cái tốt là gì, cái xấu là gì thì chúng ta đây các thứ thì chúng ta giảm bớt những cái chuyện sơ suất đi. Cái việc ra văn bản một cách vội vàng, thậm chí là văn bản trái với các cái pháp luật, văn bản trái pháp luật thì rõ ràng ở đây là chúng ta ngoài cái việc rằng là nóng vội, chủ quan thì chúng ta phải nhìn lại cái công tác cán bộ. Rõ ràng là bây giờ một cái văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành phố thì nó có một cái tác động rất lớn đến cái đời sống xã hội của nhân dân trên một cái phạm vi rất rộng. Thì tôi chưa nói là nó thiệt hại về uy tín, về niềm tin là không đong đéo đo đếm được, rồi thiệt hại về kinh tế cho nhân dân và doanh nghiệp. Dịch COVID-19 đang làm đảo lộn mọi sinh hoạt, cuộc sống của người dân. Bên cạnh những hỗ trợ về kinh tế, điều họ cần lúc này là những chính sách phải phù hợp với thực tế, không trở thành nỗi bức xúc, gánh nặng cho mỗi người dân.